Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 25% tổng nguồn cung tóc cần Bobby nè bạn. Thì tổng giải thưởng này tới 70.000 đô la. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Mở link form ra. Rồi đây thì con này chạy trên nền tảng của mạng Polygon Matic. Thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra nè. Bạn nào có cài địa chỉ MetaMask thì nhớ tích hợp mạng Polygon Matic vào các bạn. Còn bạn nào không biết tích hợp thì có thể bắt mình hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào mạng Matic nè. Matic Mainnet nha các bạn. Rồi, các bạn bấm nhận nè. Rồi bạn sao chép địa chỉ Matic cho mình nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên giấy chocolate cũng được nha các bạn. Hoặc là MetaMask cũng được chứ. Nó cũng cùng chung địa chỉ. Rồi bạn bấm nhận chấp nhận điều khoản nè. Bấm tiếp tục nè. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter của nó nè. Giờ đây bạn follow nè các bạn. Dự án này khá là ngon nè các bạn. Rồi trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lại nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Sau đó các bạn request trên app tại Twitter nè. Các bạn like nè. Thích. Các bạn tweet lên nghe các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào continue. Sau đó các bạn tham gia. Tên người dùng Telegram của bạn. Bắt đầu từ công. Thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nghe bạn. Để mình qua lấy username Telegram mình coi. Vào setting. A cộng 5 số 2. Nhóm Telegram. Đây cầu 5 số 2, rồi bạn bấm tiếp tục các bạn. Rồi, các bạn tham gia vào tham gia nhóm Telegram ở cộng trên. Thì cái link nhóm Telegram này thì mình rồi các bạn tiếp tục tham gia trên Telegram của nó nè. Nhấp vào đây nè. Bạn để mình copy cái này các bạn. Sao chép mình liên kết mới được. Tất cả các bạn copy cái link này rồi các bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Rồi tiếp tục theo dõi minimum nè. Thì các bạn nhấp vào đây nè. Rồi các bạn sao chép nè. Sau đó thì các bạn mở trình duyệt của tất cả các bạn ra nè. Các bạn dán vô đây nè. Rồi bạn follow nha các bạn. Trên minimum thì bạn follow nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Sau đó các bạn điền là username minimum của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào ảnh avatar của mình, vào trang cá nhân của mình thì sẽ thấy được username minimum mình nè. Rồi tôi bảo bấm continue nè. Sau đó các bạn sign up verify mail. Sign up here. Rồi giờ đây thì các bạn đăng ký một cái tài khoản ở trên trang mạng xã hội của nó các bạn. Dòng đầu tiên username thì bạn ghi họ và tên của các bạn, tiếp tục email. Rồi password sẽ nhận password, chấp nhận điều khoản, rồi bấm vào create account các bạn. Sao nó chậm vậy ta? Ok, sau khi các bạn bấm đăng ký vào các bạn vào mail confirm mình, vì mình đã có tài khoản ở đây mình login nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào sign up thì nó gửi về cho các bạn một cái email nè các bạn. Enter 22244444. Thằng các bạn chậm xíu nha bạn. Vô thư chính. Tất cả thư gác. Rồi, các bạn nhấp vào đây, các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký
dự án của nó ngay đó các bạn. Rồi bạn bấm vào continue. Rồi sau đó các bạn visit YouTube nữa nè, subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube nữa các bạn bấm đăng ký nè bạn, sau đó bạn bắt up lên nè. Subscribe you and channel last video. Rồi nó hỏi các bạn, bạn đã đăng ký kênh, câu hỏi và xem video mới nhất của tôi, bạn bấm set nha bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Sau đó theo dõi League Win nè. Trên League Win thì bạn follow nè. Sau đó bấm tiếp lên nè, bạn bấm tiếp tục nè. Sau đó thích trang Facebook và chia sẻ nè. UL Facebook hồ sơ của bạn, nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn copy cái đường link Facebook của nó nè các bạn. Dự án này thiệt tình nó không có cho cái liên kết xuống, mắc mình sao chép không. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi trên Facebook của nó thì bạn bấm thích nè. Rồi bạn bấm thích luôn nè các bạn, bấm chia sẻ công khai nè. Sau đó thì các bạn bắt up lên mũi tên nè, nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào anh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Ôi sorry rộng, nhấp vào avatar của mình lên nè. Các bạn copy đường link trên đầu nè. Rồi sau đó các bạn gửi lại đây nha các bạn. Rồi sau đó bạn nhấp vào đường link Facebook của mình nè. Tài nó kêu mình send 4 phút. Rồi vào đây thì các bạn chờ cứ khoảng 4 giây chút xíu các bạn hãy dán vào nha các bạn. Đây sao bây giờ muốn loại ra một tờ quýt hashtag này nè. Thì bạn copy hashtag nó đi. Ui tờ cái dự án này thiệt tình đó ha. Chứ là mình không muốn làm cái video các bạn. Lỡ làm mà thấy dự án này quá ngon, làm không ra gì. Rồi bạn sao chép các bạn. Các bạn vào đây các bạn tự quýt nè. Rồi các bạn dán hashtag nó vào các bạn. Account Facebook account. Rồi bạn đăng test nha các bạn. Dư chữ thì đăng test không được luôn. Ở đây các bạn tự quyết được rồi. Rồi bạn đăng test nha các bạn. Rồi rồi các bạn bấm vào Adly tự quyết nè. Rồi từ đây các bạn visit website enter của nó, click here nè, xem qua thôi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi rồi nhiệm vụ Facebook này mình bỏ qua nên chút mình làm lại các bạn. Tiếp tục follow share Instagram nè. Rồi các bạn copy cái link Instagram của nó đây các bạn. Các bạn sao chép nè. Bạn dán vào đây nè. Liên kết của theo dõi bị hỏng của cái này đã bị gỡ quay lại. Rồi các bạn copy cái link Instagram của nó, các bạn theo dõi nghe tất các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn copy cái đường link của mình nha các bạn. Rồi các bạn trở về cái link game hồi nãy đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại cái username Instagram mình nha bạn. Các bạn bỏ từ đây đi các bạn. Các bạn bỏ này nha bạn.
Trời ơi, lâu rồi, máy. Rồi các bạn thêm mà cộng nha bạn. Rồi các bạn bấm continue. Rồi tiếp tục thì các bạn comment, meme, and share media nè. Tiếp tục thì trên phần này mình dịch ra các bạn. Thì đây thì kêu các bạn tạo một cái bức ảnh logo các bạn đăng lên video lên TikTok hoặc là Facebook, Twitter này nọ dưới hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái liên kết bài đăng vào đây nha các bạn. Video. Rồi các bạn dán cái đường link trang mạng xã hội vào đây các bạn. Cái này thì các bạn tự làm đi các bạn. Hoặc bạn nào không biết thì có thể bỏ qua nha các bạn. Trở về cái game này. Cái đó mình. Rồi tiếp tục thì mình follow TikTok. Ui, này rồi mà chi đi follow cái đít nè, follow cái dạ tao quýt hết tát mụ nọ quýt nè, các bạn copy hết tát này nè các bạn. Rồi thì các bạn copy cái link get it nè các bạn, sao chép nè, rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Máy có hát tát mà gọi bằng son không mua tiền các bạn. Rồi các bạn copy hát tát nãy nè, rồi các bạn chạy về cái đít này nè, rồi các bạn bấm vào report nè, các bạn bình luận đi các bạn, bình luận hát tát này đi. Thôi cái đó bỏ đi các bạn. Ui trời sao nó văng nó hoài trời. Rồi tiếp tục các bạn điền lại đường link profile cái đít của mình, mình follow được. À thì nhấp vào ba gạch cùng nè, nhấp vào avatar của mình nè. Rồi các bạn copy cái đường link cái đít mình nha các bạn. Rồi các bạn chạy về game này nè, rồi bạn dán vào đây nè. Rồi bấm bấm continue nè. Rồi sau đó các bạn chỉ lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm tôi cần các bạn. Thì cái mục Facebook này. Rồi. Like share Facebook. Thì các bạn vào Facebook các bạn chờ 4 giây nha các bạn. Rồi sao chép luôn. Bà cho. Các bạn chờ khoảng 2 3 giây 4 giây nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào ba cạnh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Chờ 4 giây nhấp bản avatar của mình lên, nhấp vào chia sẻ, đó giờ chưa copy cái đường link của mình nè. Rồi cái đường game này mất tiêu luôn rồi. Rồi Facebook đâu ta, xeo Instagram Facebook như này nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi nó kêu các bạn truy cập thêm Facebook nó 4 giây nữa các bạn. Các bạn ngâm Facebook nó có khoảng 1 phút đi nha các bạn. Rồi sau khi bạn chờ một chút xíu rồi các bạn dán đường link Facebook của mình nha bạn. Chờ khoảng 1 phút nữa các bạn. Rồi bấm tiếp tục nè. Vậy mới được. Rồi, vậy video mình đến đây mới kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.